Chúng tôi tin giáo dục có quyền năng thay đổi muôn vàn cuộc sống và cộng đồng. RMIT đã và đang trao quyền cho tương lai của Việt Nam thông qua giáo dục, gắn kết và nghiên cứu từ năm 2000. RMIT tự hào là đại học quốc tế hàng đầu của Việt Nam có cơ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cam kết tạo tác động tích cực đến cộng đồng.